Buổi sáng ngày 3 tháng 7, anh Bùi Văn Thủy, người xóm qua xã Yên Lập, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình, tá hỏa khi phát hiện nhiều tôm cá và loài thủy sinh chết dọc hai bên bờ con suối Màn chảy trước nhà. Vội vàng chạy lên ao cá, anh Thủy bàng hoàng khi phát hiện hàng chục tạ tôm cá thương phẩm thả từ tháng 3 sau một đêm đã chết sạch. Ao nhà anh Bùi Văn Biên ở phía dưới cũng chung cảnh ngộ khi hàng chục tạ cá nổ bụng nổi lềnh bềnh trên mặt nước, kèm theo thứ mùi khó chịu cùng nhiều dấu hiệu lạ. Khoảng 8 rưỡi sáng chủ nhật, anh xuống suối thấy cái màu nước khác thường như mọi ngày, xuống một cái cá chết rồi anh điện cho công an xóm, công an viên xóm. Cá lúc đầu thì thấy nó ngoài mấy con xong nhiều thấy trắng thói rồi đấy. Lúc ấy ao nó lúc ấy đục gầu đấy, thế là khi đục đấy thì sau hôm sau thấy nó xanh lè màu da trời, thấy cá nổi lồng bồng, chả biết nguyên nhân gì. Thủ phạm gây ra tình trạng này nhanh chóng được phát hiện chính là công ty cổ phần khai thác khoáng sản Đồng An Phú. Đây là công ty khai thác quặng duy nhất của huyện Cao Phong. Do can của bãi, cái bãi của quặng của công ty xảy ra. Sau bước đầu thì công ty cũng ghi nhận và xác nhận cái việc là có thể tràn qua cái rãnh mặt nước của công ty xảy ra ngoài môi trường. Và công ty ghi nhận và cũng xác nhận cơ quan chức năng là việc đấy. Bình thường mà chạy mưa chạy trăng là chạy theo dọc xuống dưới kia. Thì hôm đấy là anh em chở quăng vào để đổ vào đây nhá. Thì lại đi ra lại không lấp cái đường này lại, không đào tàu rãnh này lại. Thế nên mưa nó chạy tan ngập qua trái. Đây xuống dưới chân của anh kia luôn. Này. Đây không được, nó băng như này. Vốn là kỳ vọng của cả huyện Cao Phong, chỉ mới đi vào hoạt động được 4 tháng và đang trong giai đoạn vận hành thử 40%. Nhưng công ty Đồng An Phú đã để xảy ra sự cố xả thải và bị dừng hoạt động để chờ cơ quan chức năng xử lý vụ việc, khắc phục hậu quả. Câu hỏi dư luận đặt ra là, tại sao một công trình với tổng mức đầu tư lên tới 110 tỷ đồng lại để xảy ra sự cố chỉ sau 4 tháng khởi động? Cơ quan nào chịu trách nhiệm đánh giá, phê duyệt dự án để tồn tại những thiếu sót nghiêm trọng dẫn đến hậu quả như trên? Thủ phạm gây ô nhiễm đã được xác định và cũng đã có động thái thỏa thuận đền bù. Tuy nhiên, những hệ lụy từ vụ việc trên là rất phức tạp. Sau khi cái nước này là nó là một cái nước nguồn từ trong cái suối khe ra, thế là bà con nhân dân xóm Quà và đây là trực tiếp là bà con nhân dân xóm Quà đến đây một cái là bắt đầu cái nước này cũng cho vào ruộng này và cho tưới tiêu này và cho canh tác như tưới cây cam này, như tưới là tưới mía này, như tưới các cái công trình phụ của cái địa phương. Nước bây giờ là không dám lấy vào, chỉ sợ lúc nào nó xả xuống thì lại nước nó ảnh hưởng cái đất đấy, sợ sau này nó ảnh hưởng đất, nó không còn có tác dụng, không sử dụng được nữa, nó hỏng cái chất đất đi đấy. Bây giờ không có lúa mà ăn nữa, ăn ngô thì không ai ăn được, ngô thì chỉ có bán đấy. Thế con cá dưới suối bây giờ như thế nào? Cá dưới suối bây giờ không còn con nào nữa. Trong lúc chờ cơ quan chức năng có kết luận cuối cùng, ngoài mất trắng vụ cá, người dân xóm Quà xã Yên Lập cùng nhiều xã khác đang rất lo lắng bởi việc tưới tiêu của họ trông chờ chính vào con suối đổ ra sông Đà dài 5 km này.